Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Chúc cô chú anh chị xem vui video vui vẻ và luôn hạnh phúc. Minh Toàn đang có mặt tại gần với cái chợ Hà Long. Chợ Hà Long và nơi là cung cấp hải sản tươi sống của thành phố Hà Long, một trong những cái chợ đầu mối về hải sản. Và đây là chúng ta đang đứng canh một cái nơi cung cấp tàu, cung cấp cá mà tàu thuyền về đây để cung cấp. Đấy. Đây là các cái tàu thuyền sau khi về đây cung cấp cá cho chợ xong rồi là vào, người ta sẽ đưa vào trong chợ, người ta nhập trong chợ. Và đây là cái cầu Bài Thơ 1. Bài Thơ 1 thì dân chúng ta đi qua cái núi Bài Thơ này. Đây là cái núi Bài Thơ. Và bây giờ thì mời cô chú và anh chị chúng ta hãy đi vào trong chợ xem thử nhé, chợ Hà Long này xem thử. Bề hay còn gọi là tôm tít. Cua này là cua gạch hay cua gì? Cua gạch á? Em phải báo đây cho cô kia. Bao tiền một cân? 400 rẻ, còn được có mấy lạng thôi. Không có dây, cua biển xịn mà anh. Hai con này có khoảng 5 hướng lạng thôi. Hai con này bao tiền? Hai để cho cháu ăn nhá. Mua cho cháu ăn nó sướng. Nhưng mà phải cua gạch đúng không? Là... đây gạch đi anh. Làm sao biết được cua gạch ạ? Đây này, nó giống con này này, yếm bé yếm to. À, cua gạch à, có thể nói là bao tiền em? Bao tiền? 280 anh đừng cho đá nhá, để khô này nhá. Để khô. Để mai luộc được không? Để vài ngày không chết. Anh về cho cái rổ. Cho em 12 cho anh xin túi nữa được không? Vâng. Cho 12 cái gì? Lấy túi nữa đây. Bề thì mùa này có trứng ngon em nhỉ? Ngon lắm. Hay là ăn kẹo cho nó ngon. Trứng hay thịt? Trứng thịt. Mỗi mùa này ăn kẹo ngon, nói em đi xa về nó ngon. Mùa này ăn kẹo cho nó ngon. Ăn kẹo cho anh nha chị ơi. Rồi anh cảm ơn.
Wow. Đấy, khu này khu bán hải sản. Hả? Cầm. Wow. Bây giờ sẽ đi vào trong khu chợ này. Xem có những cái gì trong khu chợ này. Khu này là khu bán đồ khô rồi. Đây, khu này bán trứng này. Bác ơi, bác có trứng ngỗng không? Ngỗng không có, phải đến 3 tháng 3. À. Mùa này không có. Mùa này không có. Nó có đẻ, nó cũng phải như gà, vịt đâu đẻ chứ là. À. Gà bao tiền một chục ạ? Trứng gà này có lấy bao nhiêu? Trứng gà ngon. Trứng gà 35 ngàn ạ. 35 ngàn. Vâng, tôi lấy cho chục á. Đây, trứng gà. Nhà. Ở quanh quanh khu này có nơi nào bán không cô nhỉ? Không, không, có, không có luôn. Bởi vì nó không có mà. À, vâng. Không có thì bán làm sao được. Quanh năm đâu, nó chỉ có theo vụ của nó thôi. Con gửi bác nhé. Ừ. Vâng, bác xin. Vâng, con xin. Rồi, con cảm ơn bác nhé. Ừ, chào bác. Wow, đúng là đàn ông đi chợ, gặp gì mua đấy thôi. Đây, chả mực đây, chả mực giã tay đây. Chả mực, các cái quán này quán bán chả mực à. Và chả mực thì có nhiều loại đấy. Cô chú với anh chị khi mà mua chả mực thì chúng ta cũng chú ý một chút, chọn lựa những cái loại nào mà nó chất lượng, nó đúng là chả mực dạ tay ấy. Còn chả mực mà chả mực không ngon lắm thì mình mua làm quà hoặc là mua biếu hoặc về ăn, mất đi cái giá trị của chả mực. À, vào đây mua thịt. Có ba chỉ không cô? Cô lấy cho ít ba chỉ đấy. Lấy cháu khoảng 50 ngàn cô. Bảy mươi ngàn thôi, ăn cả.
Bao tiền hả cô? 70 triệu con này. 7 triệu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, em xin cảm ơn chị. Wow. Đúng là đi chợ. Nhưng toàn cũng ít khi đi chợ. Ôi, chả mực ngon quá nhỉ. Chả mực tươi sống rồi. À, chả mực rất là tươi luôn. Tươi ngon luôn. Quả táo rất là ngon. Dạ không, cảm ơn cô. Thôi, mình toàn đi chợ xong rồi, bây giờ là phải quay về nấu ăn thôi. Cảm ơn cô chú và anh chị đã xem video này. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.